Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn, xin chào mừng các cô chú anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của Ngọc, minh Ngọc cuộc sống Mỹ. Thì à, à, dạo gần đây Ngọc có những cái ý kiến cho rằng cái âm thanh của Ngọc nó hơi nhỏ, cho nên là Ngọc muốn quý vị hãy cho Ngọc biết trong cái phần comment, phần bình luận quý vị à, hãy để lại cái lời comment cho Ngọc biết là cái âm thanh hiện giờ nó nghe có ok chưa? Nếu như mà chưa rõ nữa thì Ngọc cũng phải coi lại cái microphone của Ngọc Sao à, nó bị vấn đề hay sao á. À, thì à, trong cái video này à, Ngọc Si chia sẻ một số thông tin về cái tiền hỗ trợ 1.000 đô la Mỹ cho một hộ gia đình và bắt đầu nộp đơn từ thứ hai ngày 8 tây tháng 6 vậy ha. Đây không phải là dự luật đây là cái tin thật không phải là tin xạo và quý vị có thể gọi vào những số điện thoại này để kiểm chứng cái nguồn tin quý vị nha quý vị có thể vào những cái đường link mà ngọc cung cấp trong cái video này để kiểm chứng cái thông tin quý vị nhớ là hôm nay ngày thứ hai ngày 8 tây tháng 6 quý vị bắt đầu nộp đơn rồi cho nên là nếu như quý vị chuẩn bị giấy tờ kịp thì quý vị hãy nộp đơn liền à, quý vị nha và cái thông tin này chỉ dành riêng cho những ai đang ở quận cam của tiểu bang florida chứ không phải là quận cam của uh, cali quý vị nha nhiều khi mình nói tới quận cam thì mình nghĩ ngay đến cái quận cam ở cali nhưng mà không phải ở tiểu bang florida cũng có cái quận cam nữa thì cái video này ngọc đặc biệt chia sẻ dành cái gói hỗ trợ cho quận cam của florida quý vị nha thì hiện giờ ngọc chỉ biết cái gói hỗ trợ này thôi còn những cái quận khác thì ngọc hiện giờ ngọc chưa có thông tin thì uh, nếu như ngọc có thông tin ngọc sẽ chia sẻ với quý vị và nếu quý vị thấy cái video này uh, uh, hữu ích thì hãy chia sẻ cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp mọi người nha, để mọi người có thể biết được cái thông tin về cái gói hỗ trợ này từ quận cam của tiểu bang Florida và à, nộp hồ sơ cho nó kịp à, nhiều khi á, mình nộp chậm thì mình hết phần à, đại khái như vậy và trong cái gói hỗ trợ này người ta có hỗ trợ cho tiểu thương, tức là một 10.000 đô cho một cái hộ, cái 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 doanh nghiệp như vậy. Thì uh, trong cái video này Ngọc sợ là nó dài quá, cho nên là Ngọc sẽ cắt cái phần 10.000 cho tiểu thương trong một cái video khác để quý vị có ai quan tâm đến cái phần hỗ trợ cho tiểu thương dành cho những cái doanh nghiệp hiện đang hoạt động ở quận Cam của tiểu bang Florida, thì quý vị hãy đón xem cái video đó mọi người nha. Thì uh, đối với các hộ gia đình Ông xin nhắc lại, bắt đầu từ hôm nay, ngày thứ hai, ngày 8 tây tháng 6, các hộ gia đình ở quận Cam, Florida sẽ được nhận 1.000 đô. Tức là mình được quyền nộp đơn, chứ không phải là được nhận, được quyền nộp đơn xin cái khoản trợ cấp 1.000 đô. Và các tiểu thương thì sẽ được quyền nộp hồ sơ để xin cái khoản trợ cấp là 10.000 đô cho quý vị ha. Thì cái chi tiết như thế nào thì Ngọc xin chia sẻ như thế này. Cái tiền hỗ trợ này không phải là từ sở thuế IS, không phải là từ bộ ngân khố, mà nó được trích từ cái gói 2.000 tỷ. Vì ha, thì khi mà cái gói 2.000 tỷ này người nào ngoài cái tiền 1.200 cho mỗi người, ngoài cái tiền thất nghiệp thì người ta có hỗ trợ về các địa phương, các tiểu bang thì khi mà về tiểu bang Florida rồi, tiểu bang Florida chia ra cho các à, thành phố các quận ha thì cái quận Orange County quận cam của Florida người ta nhận được 243 triệu ha thì trong 243 triệu thì người ta cho 73 triệu dành cho hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và 73 triệu thì ngập làm tròn số ha 73 triệu dành cho hỗ trợ các gia đình các hộ gia đình thì sau đây mình xem thử ai đủ điều kiện để mình bắt đầu nộp đơn quý vị nha thì cái điều kiện để được nhận số hỗ trợ này là quý vị phải hội tụ bốn điều kiện quý vị nha quý vị không đủ bốn điều kiện thì quý vị đừng nộp đơn tại vì nó mất thời gian và nó cũng làm mất thời gian cho mình và mất thời gian cho cái bên mà người ta xét hồ sơ thì cái điều kiện thứ nhất là quý vị phải cư trú tại quận cam của tiểu bang florida điều kiện thứ hai là quý vị đang trả tiền thuê nhà và cái nhà đó cũng ở quận cam luôn hoặc là quý vị đang sở hữu nhà và cái nhà nó cũng ở quận Cam luôn ha thì cái tiền thuê nhà nè hoặc là cái tiền thế chấp nếu như bạn sở hữu nhà rồi cái điều kiện thứ ba là bạn hoặc là một người lớn khác trong gia đình bị mất việc hoặc là giảm giờ làm do cái con Covid này gây ra và điều kiện thứ tư là bạn và tất cả các người lớn trong gia đình những ai mà 18 tuổi trở lên thì những người này phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân hợp pháp quý vị nha. Tức là mình phải có quốc tịch hoặc là có thể xanh 2 năm, 10 năm cũng được nhưng mà quý vị phải là thường trú nhân hợp pháp. Đấy, đó là những cái điều kiện, bốn điều kiện. Nếu quý vị đủ bốn điều kiện thì quý vị hãy chuẩn bị những hồ sơ sau đây giúp Ngọc nha. Rồi, thứ nhất là quý vị hãy chuẩn bị cái photo ID hoặc là passport cho tất cả các người lớn trong gia đình những ai 18 tuổi trở lên và những cái người này phải có số social xuân sinh xã hội quý vị nha. Rồi điều kiện thứ ba là bạn phải chứng minh được bạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19, có nghĩa là bạn bị mất việc, phải chứng minh điều đó. Bạn bị giảm giờ làm thì phải chứng minh điều đó trong vòng 8 tuần qua thì bạn giảm giờ làm như thế nào, bạn phải có cùi lương chứng minh cho người ta cùi lương trước khi uh, công của công việc trước COVID và cùi lương sau COVID trong vòng 8 tuần qua chẳng hạn và nếu như mà bạn làm self-employed tức là tự làm chủ thì bạn có những cái bank statement để chứng minh cho người ta là trước Covid là doanh thu của mình như thế này và sau Covid thì cái cái thu nhập của mình như thế này quý vị nha thì nếu như quý vị bị ảnh hưởng bởi Covid là mình bị dương tính hay là bị những cái triệu chứng mình phải đi làm test hay là như thế nào đó mình có những cái chi phí như là viện phí hoặc là mình phải trả tiền cho bác sĩ thì mình có thể xin tiền để mình trả những cái chi phí này quý vị phải có những cái chứng minh, tại vì Mỹ mà người ta làm phải làm trên cái giấy tờ, người ta không có không có nói bằng miệng đâu quý vị, phải có những cái giấy tờ chứng minh những cái điều này quý vị nha. Rồi khi mà bạn đi thuê nhà thì bạn có phải có cho người ta cái hợp đồng thuê nhà, khi mà bạn là sở hữu nhà thì phải có chứng minh cho người ta là bạn có vay ngân hàng và vay ngân hàng nào để người ta có thông tin, à, bởi vì không phải là À, họ cho mình không không đâu, họ phải có những cái thu nhập những cái bằng chứng chứng từ như vậy. Và khi mà quý vị có những hội tụ những cái điều kiện trên và có những cái giấy tờ để chứng minh thì quý vị hãy điền đơn, nếu mà chưa có những cái giấy tờ này đừng có điền đơn vội nha. Khi mà quý vị điền đơn thiếu á là người ta bỏ cái hồ sơ qua mình à, mình qua một bên người ta không có xét đâu cho nên là đừng có điền đơn chỉ mất công. Nếu như mình không có giấy tờ chứng minh. Quý vị nha rồi cái đơn thì nó 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 như vậy quý vị tức là cái đơn đầu tiên là cái đơn này ngọc gọi là cái đơn thứ nhất ha thì mình điền cái họ giờ trong cái đơn này như thế này quý vị mình điền last name quý vị ha last name là cái họ điền vào đây rồi mình điền cái cái tên của mình ví dụ như là tên của ngọc là ngọc ha rồi mình điền cái chữ đầu tiên của cái tên lót của mình bây giờ tên lót của Ngọc là Minh thì Ngọc chữ điền chữ cái M thôi rồi uh, gia đình là có bao nhiêu người bây giờ Ngọc ví dụ là gia đình 4 người mình để số 4. rồi địa chỉ ha rồi cái số phone thứ nhất cái số phone thứ hai rồi cái người uh, thứ hai mà người ta có thể liên lạc được ví dụ như là bạn nộp đơn cho gia đình có hai người lớn thì để cái người lớn thứ hai ở đây rồi cái tình trạng hôn nhân là gì rồi occupation là nghề nghiệp của quý vị là gì nếu như mà mình đang thất nghiệp thì mình để là đang thất nghiệp. Rồi email address. Quý vị nhớ phải có email address nha. Có địa chỉ email để người ta liên lạc cho, với quý vị qua cái địa chỉ email. Rồi tình, trình độ học vấn là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Certification, college. Hay là, à, là như thế này, những cái trường hợp này. Thì trong trường hợp này thì à, quý vị cái trình độ học vấn của mình như thế nào thì mình để như vậy, rồi à, bây giờ mình phải liệt kê những cái người mà đang ở cùng hộ với mình á, thì à, mình trước hết là mình chọn cái race tức là cái à, mình chọn là mình là châu Á ha, rồi mình à, liệt kê tức là bản thân bản thân mình là mình liệt kê ở đây Minh Ngọc ha rồi chồng rồi con rồi anh chị em ông bà cha mẹ gì đó nói chung là ai mà ở cùng nhà sinh hoạt cùng ăn cùng là mình điền hết trong một đơn đừng có điền một hộ gia đình mà điền hai đơn là người ta không có được một địa chỉ mà điền hai đơn là không được quý vị ha một địa chỉ là một đơn thôi. Rồi trong cái phần câu hỏi thì người ta có ba câu hỏi câu thứ nhất là bạn đang cư trú ở quận Cam tiểu bang Florida và đang có trả tiền thuê nhà hoặc là tiền thế chấp ngân hàng thì Ngọc trả lời là yes. Rồi có những cái chi phí nào mà bạn bạn đang cần sự hỗ trợ để trả những cái chi phí này thì Ngọc sẽ chọn một trong ba. Quý vị hai người ta nói là check one thì bạn có thể chọn là tiền nhà hoặc là tiền tiền điện, tiền nước, tiền ga hoặc là tiền medical bills tức là tiền viện phí, tiền trả bác sĩ, tiền thuốc, tiền men hay gì đó ha, à, thì à, quý vị chọn một trong ba nha, không có chọn cả ba, chọn một trong ba, chọn hai được không? Không, chọn ba được không? Không, chỉ chọn một thôi. Thì Ngọc chọn là rent mortgage, nếu cái tiền nào nhiều hơn thì quý vị chọn cái tiền đó. Nếu như mà tiền điện, tiền nước, tiền ga nó ít hơn 1 ngàn thì mình chọn cái tiền nào mà trên 1 ngàn đó quý vị ha. Rồi à, bây giờ câu hỏi thứ ba là trong gia đình của bạn có người nào bị à, giảm hay là bị mất việc không? Bị giảm giảm thu nhập hoặc là bị mất việc không thì bạn để yes hay là no. Ha, à, bây giờ yes mới được còn no thì miễn nộp đơn quý vị ha. Yes thì bây giờ mình liệt kê người đó là tên gì, ABC gì đó ha. Rồi quý vị ký tên. Rồi quý vị điền đơn. Là ví dụ như điền đơn ngày hôm nay thì June 6 2020 ok đó là cái đơn thứ nhất quý vị ha quý vị phải điền cái đơn thứ nhất rồi sau khi mà quý vị điền đơn thứ nhất rồi quý vị qua đơn thứ hai quý vị ha thì đơn thứ hai bạn chọn một trong bốn đơn này thì hiện giờ á ngọc không có tìm thấy được cái cái những cái đơn này cho nên là hy vọng là ngày hôm nay tại vì ngọc làm cái video này là tối khuya của ngày thứ hai à, tức là sáng sớm của ngày thứ hai á cho nên là ngọc chưa thấy cái những cái điền ký đơn này Nếu như mà Ngọc thấy những cái đơn này Thì Ngọc sẽ làm đơ, uh, video để hướng dẫn cho quý vị cụ thể hơn Cho nên là quý vị chưa đăng ký kênh của Ngọc Hãy đăng ký và nhấn nút chuông để quý vị là người đầu tiên nhận thông báo khi Ngọc ra video mới mọi người nha à, Thứ nhất là quý vị à, chọn trả tiền thuê nhà Hoặc là quý vị chọn trả tiền thế chấp ngân hàng mortgage khi mà bạn sở hữu nhà hoặc là bạn trả tiền điện, tiền nước, tiền hít, tiền ga vân vân rồi bạn chọn trả những cái medical bills như, như là trả tiền cho viện phí tiền bác sĩ vân vân ha quý vị ha tiền thuốc tiền thang rồi ngọc xin nhắc lại trong cái đơn thứ hai này quý vị phải chọn một trong bốn chứ không có điền hết bốn đơn được ha một trong bốn nếu như quý vị điền tất tần tật bốn đơn thì người ta không có xét cho mình đâu cho nên là điền một trong bốn thôi nha rồi nếu quý vị không có làm đơn online được thì quý vị hãy gọi số 311 để quý vị nhận được sự hỗ trợ từ quận Cam của tiểu bang Florida hoặc quý vị gọi vào số 407 836 3111. Thì ở đây người ta nói là khi mà người ta nhận đủ 2 2000 hồ sơ đầu tiên thì người ta sẽ đóng lại những cái đường link này rồi người ta sẽ mở ra lại sau quý vị ha cho nên là nếu như quý vị đủ điều kiện và có những cái bằng chứng thì quý vị hãy nhanh tay nộp hồ sơ để mình được cái khoản hỗ trợ này quý vị nha thì uh, sau khi mà mình nộp hồ sơ xong quý vị hãy kiểm tra email của mình coi thử cái hồ sơ của mình đã được gửi đi thành công chưa rồi người ta có gửi về cho mình cái số confirmation number tức là cái số uh, hồ sơ đó không phải uh, cái confirmation number tức là người ta xác minh À, rằng là người ta đã nhận cái hồ sơ của quý vị rồi. Thì à, sau khi nộp hồ sơ rồi mình chờ nha quý vị, chờ khoảng 5 10 ngày để họ xét hồ sơ cho mình. Sau khi mà họ xét hồ sơ, người ta duyệt hồ sơ và người ta chấp thuận cái hồ sơ của mình rồi thì quý vị phải đợi tiếp 2 đến 3 tuần nữa tiền mới về. Nhưng mà tiền lại không về tài khoản ngân hàng của quý vị, không về địa chỉ nhà của quý vị mà người ta sẽ trả cho chủ nhà ha. Rồi người ta sẽ trả cho ngân hàng cho những cái bên mà cho vay quý vị á và người ta sẽ trả cho những cái 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 miracle provider tức là những cái 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 bên mà à, quý vị có những cái viện phí rồi cái cái bên bác sĩ đó người ta sẽ gửi về những cái địa chỉ đó theo như cái hồ sơ bạn cung cấp rồi người ta sẽ gửi đến những cái công ty điện nước ga vân vân, người ta sẽ trả những khoản tiền này cho bạn người ta làm dùm bạn luôn, cho nên là quý vị, các cô chú anh chị em không phải lo những cái khoản này, ha. người ta dùng cái số tiền đó người ta trả trực tiếp luôn chứ không phải người ta gửi tiền về cho quý vị, đó. cho nên là mình không có lo, thay vì mình đi trả thì người ta trả cho mình luôn, không có lo gì hết, mình khỏi phải lo trả nợ. như như vậy là cũng tốt rồi, phải không quý vị? rồi những cái điều mà à, Ngọc lưu ý quý vị như thế này thì à, quý vị nhớ là sau khi mình điền đơn thứ nhất rồi, cái đơn thứ hai là phải chọn một trong bốn ha, nếu như quý vị chọn mà làm hai đơn trở đi cho một hộ gia đình, ha vừa là xin tiền nhà mà vừa xin tiền trả tiền bills, vừa xin trả tiền medical bills nữa là quý vị gọi người ta gọi là sẽ hủy hồ sơ quý vị và quý vị sẽ nhận được không đồng ngay lập tức. Người ta bỏ cái hồ sơ của quý vị là disqualify liền quý vị nha cho nên là thường ông bà mình nói là tham thì thâm á, cho nên là nhiều khi á à, mình không biết thì mình nộp như vậy là nó sai cho nên là Ngọc xin lưu ý quý vị là sau khi mình nộp đơn thứ nhất rồi mình nộp đơn thứ hai là người ta cho mình chọn là một trong bốn thì quý vị phải chọn một trong bốn, đừng có gửi hai đơn nha, đừng có gửi ba đơn mà đừng có gửi bốn đơn hết là quý vị sẽ nhận không đồng ha, rồi nếu quý vị kiểm tra inbox không có cái thông tin gì hết quý vị hãy vào spam và junk folders để quý vị xem thử nó có 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 chạy vào những cái folder đó không nó có lọt vào những cái folder đó không quý vị nha rồi à, cái những cái lưu ý tiếp theo như vậy à, nếu như quý vị hỏi ngọc là bây giờ trường hợp xe phòng tức là các à, em sinh viên xe phòng hoặc là à, những cái người lớn mà đọc, còn độc thân người ta xe phòng thì quý vị nộp đơn chung trong một hồ sơ rồi để người ta trả cho chủ nhà luôn ha quý vị ha à, Rồi những cái thành phố trong cái Orange County Là những cái thành phố này Ngọc liệt kê ở đây Quý vị theo dõi nha Rồi quý vị à, lưu ý giúp Ngọc là Cái trường hợp này là First Come First Serve Basic Tức là nộp đơn trước Thì được xét trước Nếu như mà người ta xét hết rồi Mà cái tiền đó nó hết rồi Thì người ta không có xét nữa Giống như cái PPP đợt một đó quý vị Người ta hết rồi người ta ngừng cho nên là chính phủ phải cho thêm tiền nữa người ta mới xét cái đợt hai quý vị nha. Cho nên là nếu như quý vị đủ điều kiện và có đầy đủ các chứng giấy tờ chứng minh thì quý vị hãy nộp đơn và nộp đơn bắt đầu từ ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tây tháng 6 quý vị nha. Rồi bây giờ nếu như quý vị hỏi Ngọc là nếu được duyệt và cho tiền thì có trả lại cho chính phủ không? Thì câu trả lời là không quý vị ha. Cái này là người ta trả trực tiếp cho các bên là gì? Chủ nhà, rồi bên nhà băng, rồi bên công ty điện nước ga hoặc là bên bệnh viện hay là bên bác sĩ cho nên là mình không có lo gì mình phải trả lại cho tiền cho chính phủ quý vị nha. Rồi, bây giờ những cái ngày này là những cái ngày quan trọng, nếu như thứ hai mà mình không có điền hồ sơ được thì mình đợi thứ sáu quý vị nha. Ngày 10 tháng 6 mà thứ sáu không thứ tư không có điền đơn được nữa thì quý vị chờ đến ngày 20 tháng 6 20 không điền được nữa thì quý vị chờ đến ngày 24 tháng 6 vậy ha thì bây giờ Ngọc xét tới tháng 6 thôi người ta để tới tháng 7 tháng 8 tháng 9 tức là nếu như mà người ta còn tiền người ta sẽ tiếp tục xét hồ sơ đến tháng à, ngày 19 tháng 12 lần ha quý vị ha nhưng mà Ngọc khuyên quý vị nên nộp hồ sơ sớm bởi vì người ta nói là à, đến sau là mất phần nếu mà người ta cho hết tiền đó thì không có phần nữa. Thì đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ với quý vị. Nếu quý vị thấy cái thông tin này hữu ích hãy like và hãy share cái cái video này trên Facebook của quý vị để mọi người mà ở cùng cái cái Orange County của tiểu bang Florida để mọi người biết để mà xin khoản trợ cấp này quý vị nha. Hãy chia sẻ cho các đồng nghiệp của mình nếu như mà đồng nghiệp quý vị đang bị ảnh hưởng bởi cái Covid Corona này và đây là thông tin chính thức quý vị nha. Quý vị hãy vào những cái đường link này để kiểm tra thông tin chứ không phải là dự luật dự kiến gì hết á. Đây là cái khoản hỗ trợ bắt đầu nộp đơn từ ngày hôm nay quý vị nha và nếu như quý vị chưa đăng ký kênh của Ngọc Ngọc rất mong quý vị đăng ký kênh để ủng hộ Ngọc mọi người ha à, Và chúc mọi người sức khỏe và cầu mong mọi sự được bình an Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo Và nếu quý vị là tiểu thương xong thôi thì quý vị xem cái video tiếp theo Để biết về cái khoản trợ cấp 10.000 đô cho tiểu thương quý vị nha Bye bye nào